Rồi mẹ anh đâu rồi? Vùng đất vui chơi đang cân bạn. Boris đang nhốt tất cả những chú cún con của Winton vào cái lồng chán ngắt bằng tiếng còi gian ác của mình. Đi thôi. Đến giờ chọn trang phục rồi. Bạn có tất cả mọi thứ trong đó không? Hẳn là cái này. Cùng thử lần nữa nào. À, mình biết rồi. Đúng rồi, công chúa cao bồi. Mang giày và đội nón nào. Đi thôi. Sức mạnh của cuộc chơi, hãy mang chúng tôi tới đó. Winston có thể dùng mũi để đánh hơi cuốn con của mình. Và bạn có thể dùng cái nơ để tìm ra Boris. Hãy giải cứu những chú cún con đó và ra khỏi đây nhanh lên. Thật là chán ngắt. Phải đó, công chúa cao bồi, hãy bắt những chú cún đó. Bạn có thể bắt được cún con, nhưng Boris sẽ gọi chúng quay lại. Hãy đi theo những con cún đó. Tôi không biết nó có khả thi không. Chào, đôi khi cách tốt nhất để thoát khỏi một tình huống khó khăn là tự mình phải có một chút chất kết dính. Rồi. Công chúa vui chơi đã cứu rỗi cuộc đời. Diana, sao lại có kẹo cao su trong giày của ba vậy?